Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đông Bê Mỹ Đình Ô Tô Thiện Nhân. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay trong cái series clip làm về những cái chiếc xe đẹp của mình thì sẽ lại xuất hiện thêm một cái sản phẩm xe tải Đông Ben X30 phiên bản 2 chỗ, tải van đi được trong phố 24/24, hoàn toàn mới. Này, có một cái thiết kế đề can rất đẹp, rất bắt mắt như thế này. Đây là một cái thương hiệu mà họ bán về các cái sản phẩm như là đèn. Đấy, thì cái logo kia bên mình cũng làm cho họ này. Rồi là tất cả những cái market ở trên xe như này thì bên mình cũng thiết kế mà làm cho họ. Những ai mà đã xem theo dõi cái kênh video của mình thì các bạn cũng biết là rất nhiều các cái xe đẹp, các cái xe thiết kế đẹp, các cái thương hiệu thiết kế đẹp thì cũng xuất ra từ công ty của mình. Đây, cái sản phẩm này là cái chiếc xe Đông Ben V2 trọng tải 950 chỗ, rất quen thuộc rồi. Có một màu trắng là một trong ba cái màu cơ bản của nhà sản xuất, trắng, bạc và xanh. Đấy, cái màu trắng này thì cái sản phẩm này chuẩn bị giao tới tay khách hàng. Hôm nay mình làm nhanh cái video này, quay cho bạn xem cái hình thức của cái sản phẩm này nó đẹp như thế nào. Đấy, đằng sau là logo tên thương hiệu của họ, số điện thoại này. Đấy, rồi là bên rìa cũng vậy, biển số, biển tròn được dán hết rồi. Đấy, cái sản phẩm này là có lắp camera lùi, camera hành trình. Đây, các bạn nhìn thấy cái cam này. Đấy, cái camera mình đã lắp sẵn rồi. Cái sàn sau rất là quen thuộc thôi, sẽ có thêm cái option là cái tấm chắn điều hòa cái nữa. Đấy, chiếc Đông Ben V2 là một trong những cái sản phẩm mà tải van có cái thùng hàng lớn nhất trong cái phân khúc này. Hiện tại trên thị trường không có cái chiếc xe tải van nào có cái khoang chở hàng lớn như cái sản phẩm này. Đấy, chúng ta có một cái khoang hàng kích thước là dài 2m2, rộng 1m480, cao 1m2, và nó có một cái động cơ là dung tích 1.5 lít sản sinh ra công suất cực đại 80 kW ở 5.200 vòng quay một phút. Cái công suất cực đại đến chỉ với cái vòng quay nó thấp thì nó cho phép các bạn là cái xe nó khỏe hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn so với các cái sản phẩm của các hãng khác. Đây là nội thất. Thì Đông Ben 2 chỗ cũng là một trong những cái sản phẩm có cái nội thất đẹp nhất trong tất cả các chiếc xe tải van hiện tại đang có trên thị trường. Đấy, cái sản phẩm này nó có lót sàn, nó có trải sàn và bọc vô lăng. Chúng ta có những cái option tiêu chuẩn của những chiếc xe tải van, đó chính là trợ lực đáy điện, điều hòa hai chiều, kính điện, khóa điện, radio, đèn trần, tất cả mọi thứ rất đầy đủ, cho phép các bạn là di chuyển trên đường mà không gặp bất kỳ một cái trở ngại gì. Rồi, nếu các bạn quan tâm đến cái bộ nhận diện thương hiệu, nếu các bạn có ý tưởng để phát triển cái bộ nhận diện thương hiệu của mình, hãy gọi cho mình 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.